Ngoài chia sẻ lại cho con là ngoại làm cái như cô Hạnh mất ăn mất ngủ cả tháng này không được. Má nói đi má, đó má nói đi, má kể chợ đẩy sao tính mất ở chợ đẩy sao về đây sắp lại nó đang lên chim rồi. Mất đó, mất cái không còn nói chuyện với con với cháu chợ đẩy nó đưa mà về luôn rồi đó. Ừ. Đã chạy rồi. Chạy luôn rồi. Đây quay thở oxy đây, thở oxy đây, đây, đây đi nhà à, đây. Mà bây giờ hiện giờ là tắt rồi nha mọi người, đây là mở máy gì là gì nè. Mà bây giờ tắt rồi. Đó, tắt rồi từ hôm tới giờ nha mọi người. Đây. Con cháu thì ngủ quá trời. Đó, đây oxy đã rút ra đây. Đây. Đây là một cái kỳ tích, cái tích nào, một cái kỳ tích của CBD ha, phải ha, kỳ tích của CBD tuyệt vời vô cùng. Đó chính mẹ là người trải nghiệm, mẹ nó bữa nay mẹ rất khỏe luôn, ngoài ăn được cơm luôn rồi. Mẹ mẹ dùng những sản phẩm nào cái này, đây dùng sản phẩm này, cái này hả? Đây quá, đây 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 là não, đây là não, hai thứ, đây là ba thứ, hai thứ là hai thứ, ba thứ đây. Đó tuyệt vời. Mà bữa nay mẹ mẹ là trong mình mẹ có khỏe không? Khỏe. Thấy mặt mày hồng hào tươi tỉnh này, như là hồi dương rất là nhiều. Ưu chi mà tháo rồi đêm hôm chán, đêm hôm tới chán tới sáng đêm hôm tới giờ không cần không thở luôn, thở oxy nữa nha mọi người. Quá tuyệt luôn, quá không thở oxy nữa. Gỡ ra không được. Gỡ ra không được, ở chỗ đây gỡ ra không được. Gỡ ra là đây gỡ nó cũng mệt nữa con ơi. Giờ đây gỡ cũng mệt nữa con ơi, nhưng mà từ ngày dùng cái sản phẩm này mới gỡ ra mới không mệt, chứ không phải là tự nhiên nó cũng mệt. Tới bữa đầu nó cũng mệt đuối dữ lắm. Mấy bữa đầu là đuối, đuối rất là đuối. Vậy là con chúc mẹ là mai mốt là phải hẳn luôn ha. Để coi như là sống thọ con cái coi như là muôn đời luôn ha. Ráng uống thuốc rồi những bệnh nhân lại ha. Mẹ những bệnh nằm nghỉ. Con xin phép con đi dạy học tới giờ rồi. Không ngại chút rồi. Mai mốt con tới ghé thăm tiếp ha. Chào mẹ nha. Chào mẹ, má chào đi, má bye bye. Bye bye. Chào chị nha. Ba nha, ba ông xã nha. Biết chìa khóa em đốt ra để làm gì? Cố rõ. Gõ trên. Tới giờ em đi dạy. Đây, sản phẩm này đây nha mọi người. Đây, đã giúp bà ngoại từ cõi chết trở về. Đây. Từ cõi chết trở về. Mọi người nếu có gia đình nào mà có ai mà có ông bà hay là ai đang trong tình trạng kiệt quệ về sức khỏe thì hãy liên hệ với mình. Mình sẽ giúp cho. Rồi, cảm ơn mọi người.